Làm là làm sao cô? Tà làm bùa đó. Ờ. Dạ. Rồi làm bùa người trà làm nữa đó. Trà con Chào chung bà chút, anh. trà chút chút xíu à. Uống với nước Dạ. mưa. Dạ, uống với nước mưa rồi mình trà với nước mưa hen Nghe là này cái làm này bùa làm trắng, nó y trắng như là như nước mình trên. rửa gạo vậy đó. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay tiếp tục hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chi Tôn của tỉnh An Giang đó cô bác quý anh chị. Và hình ảnh đây là một cái khuôn viên của bệnh viện đó cô bác quý anh chị. Và đây là ngôi nhà của một cô bé người Khmer. Em chỉ mới 28 tuổi mà em bị bệnh phải nằm liệt giường đó cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì Bùi Hồ tìm đến đây, tìm đến gia đình của em sau một thời gian chạy chữa bệnh cho em. Thì để mà gặp được em, sáng đi thì điện cho mẹ phụ không được. Chị cô ơi, cô chú, con chào chú nha, có cô nhà không? Dạ cần sao chú? Sao con Phượng đâu? À bây giờ cô, chú kêu cô giùm con nha. Đây là chồng của, chú là chồng của cô Phượng hả? À? Vâng. Cô có đem điện thoại đeo không? À sáng hành con điện không được. Chú nói sao? Đem nho đi ở bằng cho vòng sông chơi. À cô mà cô bồng đi vòng vòng chơi ha. Dạ dạ. Cô đi đâu con? Cô đi đâu vậy? Đi mua bánh cho cháu. Vậy hả? Dạ. Rồi không gầy sức khỏe của Xuân sao rồi? Dạ em Ở Phượng chứ lộn. Ở Phượng, Phượng rồi á, lúc hồi nó về nó sưng cái mắt rồi cái miệng nó méo á. Cái méo nó bên vậy nè, rồi cái mắt nó sưng u nu luôn á, rồi thấy vậy đó em đi lấy thuốc của dân tộc cho nó uống, thấy nó mặt nó vậy lại vậy đó. Nấu nước cho nó uống á. Đâu vô coi, em vô. Dạ, dạ vô đây ạ. Thi cô nhớ con không? Dạ con. Biết con tên gì không? Dạ. Biết con tên gì không? Ừ, tên gì em quên nữa rồi. Đó. Bật đèn lên con. Thấy vậy em cũng gào lắm, không biết làm sao nữa bây giờ. Trời ơi. Mỗi lần vô là gặp là cái cảnh đó. Sao em không để cái đầu xuống mà để em phải ngóc cái đầu lên vậy? Nó ngọc cái đầu lên vậy, nhiều khi nó để xuống, nhiều khi nó để lên vậy đó. Cái chừng nó thay em vô nó ngọc cái đầu nó lên vậy rồi. Vậy đó. Chú qua đây luôn đi. Đi chú đi. Là sao? Chú là cha dưỡng hả? Dạ. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 58 tuổi. Chú là người Khmer luôn không? Dạ. Sau khi mà biết Phượng đi khám như vậy chú phản ứng sao? Nói lớn chút đi, ổng không có nghe. Sau khi mà biết Phượng đi khám như vậy mà cái kết quả như vậy á cô, thì chú phản ứng sao? Cạch xua dân nó, ổng không biết nói tiếng Việt đâu. À cạch xua dân nó tha tăng bị cục Phượng mau bờ ma hay đọc bài hoa bờ mên ai tay chân nó hay dân giờ tao cạch tao tha bờ hoa mục hay giờ lại một việc nhé. Cô cứ nói tiếng chú cứ nói tiếng Khmer để cô dịch ra. Dạ. Mùa hôm múc hay một nhét này. Tại vì nó, lúc hồi nó dày đó, nó sưng cái mắt với méo cái miệng thôi. Cái nhiêu đó. Rồi nó mấy ngày nó không có ăn, không chịu ăn. Rồi thấy vậy em mới đi kiếm thuốc cho nó uống. Rồi thấy mấy nó xuống lại gì nó hết vậy lại. Rồi nó ăn, chịu ăn lại. Không ngày ăn được không cô? Được. Ăn bình thường giống mỗi lần gì đó. Rồi có uống thuốc của bác sĩ không? Dạ có. Rồi chú hỏi mà chú buồn dữ không? Dạ ổng cũng nói đi tới bệnh viện rồi bây giờ không biết chị làm sao, nó bệnh sao mà bác sĩ không dám chị vậy. Rồi ổng suy nghĩ rồi ổng không biết làm sao mà con nhỏ này nó không biết làm sao nữa, tại vì nhỏ này cũng vậy, nó đầu tiên nó không có nói cho em nghe, bởi vì nó bệnh nặng mới nằm chỗ vậy đó. Coi chú ngồi xuống đi, coi chú ngồi xuống. Dạ. Cô với chú gặp nhau bao lâu rồi? Cái xu dân nó chụp nơ mà anh năm thôi, thầm phải năm tâu. Thầm phải năm thôi hả? Thầm phải
10 năm. Hai chồng. Hai chồng á. Chồng dạ, dạ thầy. Đặt báo trước á. Đặt báo trước á. Ừ. Nói chung là Phượng vẫn còn biết hay cô ha? Dạ. Tại vì em thấy không, em nói cho nó để đầu xuống, nó để đó. Ừ. Nhiều khi á, em á, đi bán nó muốn về đó, anh em kêu nó hang, nó gán đi kiếm hang, rồi em nó nằm vậy hang, em kêu đằng này hang, nó quay qua quay lại, nó ngọc cái đầu lên vậy đó. Dạ. Nhiều khi nó, em kêu rồi, nhiều khi nó ngọc lên vậy, nó cười, nhiều khi nó ngọc lên vậy, nó không có thấy, rồi chừng nào ấy thì em qua đây cho nó thấy. Dạ. Chừng nào em nói hỏi nó rồi con đói hả, rồi nó cười vậy đó. Rồi chị của Phượng biết là Phượng không trị được thì chị nó sao? Dạ em mua lấy thuốc ở dân tộc cho nó uống, thuốc nấu nước rồi anh ta cho uống mớ gì đó. Không, ý con hỏi là chị của Phượng á, chị của Phượng, chị gái của Phượng á. Chị của Phượng hả? Dạ. Chị của nó hả? Dạ. Là tập Hoa Ly thứ hai. Nhưng mà đó, chị gái của Phượng là không có biết, có biết Phượng là trị bệnh không được không? Dạ không, ta vậy nó em không có nói, nó đi mần cho người ta hoài vậy đó, rồi nhà ở bên kia ở dưới ba của em. Dạ. Dạ trong an cư á, tại vì người ta cho đất ở đằng đó đó, rồi á, thấy gì á, kêu ba em á, ở đây ổng không chịu ở, rồi ổng nói thôi đi qua bệnh ở đi cho con tôi nó nuôi nhỏ lớn á, nuôi ổng, ổng mới về á, ăn cơm trưa rồi ổng mới về á. Dạ. Không gà thì về đây cô làm cái công việc gì để cô sống cô? Dạ em làm đi bán cái món quà vậy đó, rồi chừng nào bán nhiều khi đủ không đủ vậy đó, rồi ổng đi mần mướn ta thấy tiếp. Dạ chú làm công việc gì chú ha? Xịt thuốc. Xịt thuốc sâu. Dạ xịt thuốc. Mỗi một bình như thế là bao nhiêu tiền chú? Một bình 15 ngàn, 10 ngàn cũng có. Một ngày chú xịt được bao nhiêu bình? Một khi ai kêu nhớ người một cái được mười bình, mười mấy bình. Mười mấy bình là được trăm mấy chục ngàn. Dạ. Cô không ngày không có đi làm hả? Dạ em đi bán rau không hả, không có đi làm. Tại đi hai rau bán thôi. Dạ. Ngày được nhiêu cô? Nhiều khi được trăm, nhiều khi được 70-80 thôi, không có được nhiều. Dạ. Đây là cháu nội cô hả? Cháu ngoại. Cháu ngoại cô. Dạ. Con có chị cô Phượng hả? Dạ. Dạ. Không gà về con thấy tinh thần hôm nay là tinh thần của cô khỏe rồi, đỡ lại ha. Dạ. Hôm trước ở trên xe là cô suy sụp. Dạ, cô buồn. Cũng về đây cũng em cũng hơi buồn mấy ngày này, em đi cũng mới đi bán rau được 3 bữa 4 bữa này hả, em không có đi tại vì em buồn quá đi không được. Rồi thấy nó vậy rồi không biết con nhỏ này làm sao rồi nó cơm nước gì đó không có chịu ăn hết anh. Rồi thấy vậy cũng gào ngồi coi nó hoài vậy đó rồi. Cho nó nằm hoài vậy đó, rồi mình coi nó hoài vậy, không đi bán không nổi, rồi đi cũng được nó đi, tại vì đi nhớ muốn về nhà hoài vậy đó, bán không được. Thôi nghỉ đi, kệ đi, rồi ổng đi xích thuốc cho anh ta, rồi đi làm này làm kia vậy, được nhiêu ăn nhiêu vậy đó. Nhịn đi, ngồi xuống chút đi con. Cô hướng dẫn, đâu cô đỡ lên đi, bữa nay khỏe, hôm trước là muốn xỉu ở trong bệnh viện luôn, cô dạ. Bắt không chị? Là bắt nó, chân tay run kìa. Thấy nó đỡ lại rồi đó anh. Đỡ rung lại đó. Nhưng mà hôm nay có uống thuốc dân tộc sao đỡ rung lại đó? Dạ. Hôm trước ngồi không được mà hôm nay ngồi được rồi. Dạ. Nhiều khi nó ăn rồi hen nó ngồi chừng nửa tiếng có, nhiều khi nó ngồi chừng 15 phút, 20 phút vậy nó nằm xuống lại vậy đó. Ủa? Hôm trước là ngồi không được nha cô. Dạ. Bây giờ em mò cho nó mua cho nó uống thi đã gì đó. Thuốc đó là cô lấy ở đâu cho anh coi được không? Cho lấy ở hút cái đường đi Bà Trúc á. Thuốc nam hay gì cô? Không, thuốc đó là anh ta làm ông thầy rồi người ta đi kiếm cho mình. Dạ. Như là người ta coi rồi, như là người ta nói giờ nào chị từ từ đi mà nó lâu. Mà bác sĩ nói mà ông thầy đó nói hết không cô? Nói nó lâu. Nhưng mà nó trị hết không? Nó đỡ từ từ, nó đỡ mà trong một ngày vậy hen, bớt có chút vậy thôi. Dạ. Hai ba ngày vậy bớt một chút, như là hai phân vậy hen, bớt có nửa phân vậy đó. Nhưng mà ông thầy đó nó trị hết không cô? Mà ông thầy mà chưa hứa, tại vì con nhỏ này nó nặng quá rồi, ông thầy nói vậy đó. Dạ. Ông thầy nói bệnh gì cô? Ông thầy nói con nhỏ này á, rồi á
nói con nhỏ này á, con người ta dựa nó rồi á, rồi con người ta làm nó vậy đó. Nó có người dựa? Dạ. Làm là làm sao con? Ta làm bùa đó. Dạ. Rồi làm bùa người trà làm nữa đó. Bị mất bùa trà hả? Dạ. Bây giờ ông thầy nói bây giờ từ từ đi, đặng cho nó uống thuốc cho nó có sức khỏe lại, cho nó mạnh mạnh chút đi. Mà mình nói, ông thầy nói mình gắng đi tốn tiền chút, tu nghiệp nhỏ, ông thầy nói vậy đó. Rồi nhiều khi ông cũng lấy tiền như là 3 phần, ông lấy 2 phần, ông cho 1 phần rồi vậy đó. Ông lấy mỗi lần đi hút thuốc là cũng hút bao nhiêu tiền? 500. 500 ngàn? Dạ. 500 ngàn? Dạ. Là trong vòng bao nhiêu ngày cô? Lâu lắm, tại vì ông thầy nói, ông nói con nhỏ này lâu lắm mới hết, không biết chừng nào ấy. Câu hỏi là bao nhiêu lần ngày cô lấy thuốc cho Phượng một lần? 5 ngày. 5 ngày là tốn 500 ngàn? Dạ. Tại vì lúc hồi đó là em cũng mò dữ dằn lắm anh ơi, tại vì nó không có chúng ai mà chỉ ở đâu, em cũng gắng chở nó đi nữa. Ô, cô bác của anh chị không biết là như thế nào, lúc trước là Phượng ngồi không được, hôm nay nè. Dạ. Ồ, ngồi được luôn rồi mà tay chân hết run á. Dạ. Xem clip trước thì cô bác của anh chị sẽ, dạ, xem clip, dạ, trước sẽ rõ. Dạ. Dạ. Ngồi được luôn mà hôm nay là cái tinh thần lại rất là khác nha. Dạ dạ. Uống thuốc được mấy ngày cô? 3-4 ngày rồi thật. 3-4 ngày bằng vậy đó hả? Dạ. Rồi ông thầy có làm bùa không hay là sao? Không, tại vì ông thầy ông làm cho nó từ từ cho nó ra hết á. Nó bị bùa trà hả? Dạ. Với là bị gì? Bị rồi á, bị mạo là người ta làm bùa vậy ha, bùa người trà làm rồi á, người ta làm rồi bị như là người ta vô ở với nó nữa vậy đó, ta làm người ở với nó đó. Bởi vì nó không có biết gì trơn đó, bây giờ nó nặng quá rồi, lúc hồi trước nó còn biết đó anh, tại vì em không có tiền đó, rồi đó, lo lắng được mớ gì đi chị nó. Cô lấy cái thước phim đó cho con coi thử nè. Dạ. Thước phim của Phượng chụp á. Lấy gì anh nói vậy, lấy gì? Cái bệnh của bác sĩ cô còn giữ không? Còn. Đó, nó như con. Cháu coi không? Theo chia sẻ của hôm trước đó thì là bác sĩ nói là em bị treo não về không trị hết, và hôm nay thì nghe cô này nói là nè, giờ anh bị coi đi rồi bây giờ không có cái gì, bây giờ anh gắng tiếp này, nuôi bé này đi như là đây là cái thước phim, mình không có gần về cái thước phim này lắm, vậy cho cô bác quý vị xem thấy nha. Đây. Đây con. Và đây là cái bệnh án của bác sĩ chẩn đoán là teo bán phù đại não hai bên lan tỏa, dạng não thấp trên liệu, đường giữa không di lệch, vô hóa cùng vỏ não đỉnh, và có bệnh này thì không trị được nữa, bác sĩ trả về. Mà sau một thời gian thì cách đây khoảng 2 tuần thì Bùi Hồ gặp là Phượng không thể nào ngồi được giống như bây giờ. Mà một điều gì đó mà Phượng hiện nay uống thuốc thì bây giờ Phượng có thể ngồi được. Dạ. Rất 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 hay. Và bây giờ cô ngồi đi. Hôm nay thì con đến đây á. Dạ. Thì trước tiên là con thăm Phượng hôm nay thấy sức khỏe. Dạ. Gương mặt khởi sắc lên kìa. Không có thể, hôm trước là không thể nào ngồi được luôn. Dạ. Thẳng ra là rung 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 à. Dạ, nó rung. Mà bây giờ tự nhiên ngồi được luôn. Dạ dạ. Rồi, con không tin luôn á. Bây giờ nhà của mình đó con, là có ngoài đây đó hả? Còn bên đây là gì con? Dạ, cái đó lục hồi đó là nhà nước cho con bò đó, em nuôi bò. Rồi cô nấu ăn ở đâu? Dạ. Cô nấu ăn ở đâu? Cô nấu ăn ở đâu? Ở bên sau này nè. Nè, con coi coi. Ở khúc này nè. À, khúc này ha. Dạ. Nấu bất biết củi hả con? Nấu củi. Dạ, hôm nay mới đi vòng vòng nhà cho cô bác quý anh chị xem nè. Thôi, con ra trước cô ơi. Dạ, dạ. Nè, đầu của ổng đi làm mướn. Xịt mướn hả? Dạ. Dạ, thôi qua đây. Làm gì không đó, anh ơi, dạ. Khổ lắm, không có cái gì đó, mình nghèo rồi đó. Anh thấy đỡ nhiều không? Không có rung nữa anh.
Em thấy gì em cũng mừng nữa, bởi vì em đi ngắn rau bán rồi, thấy gì mình ở ở nhà cũng không có tiền nữa anh. Bây giờ đi ngắn rau rồi á, rồi chừng nào thì ấy thì kiếm lấy thuốc cho nó uống đỡ đỡ, cũng từ từ đi, bây giờ làm sao? Dạ. Mình chạy nó từ từ đi, giờ nó vậy nữa. Dạ. Với cô thì hôm nay con đến đây á, thì trước là thăm gia đình của mình. Dạ. Giờ để con thay cục pin nha. Nãy đang quay cái máy nó hết pin luôn. Dạ. Rồi cô nãy nè, cô nói là thuốc uống là thầy uống là một tầng uống uống 5 ngày là 500. Dạ. Rồi thuốc còn không? Còn. Thuốc nào cho con coi với. Mà thấy bữa nay hôm trước đó, hôm trước là cái tay anh em mình đi đó, là thấy cái tay này gung gung nè, đó. Hôm nay là hết gung nè, thấy không? Thấy một điều diệu kỳ. Ê nào nào vậy? Pháp có nói trong Phật, nhà Phật có câu, nếu như mà căn, nếu như mà phượng còn ở đây được, căn duyên ở đây được, thì sẽ có tự động sẽ có người cứu chữa. Hôm nay thấy phượng ngồi được, mừng cho gia đình của cô chú ha. Dân tục Nam Khơi nhé. Có chứ cô. Đây nè anh. Là thuốc của ông thầy đưa đó hả? Dạ. Đây là một thuốc 3 triệu mấy đó, 3 triệu đấy tôi. Rồi. Là uống thì sao? Cái này mình trà cho nó uống dạ, với nước mưa. Nước mưa á. Cho đen. Hay cái loại cái này uống trà, ông thầy kêu trà cho nó uống nước mưa. Nước mưa lắm. Rồi cái này nè là như là nó uống rồi nó mình trà nó nè. Trà nó rồi nước nó trắng như là nước mình rửa gạo vậy đó, nó trắng lại. Lấy nước nó không đó. Này nè. Cây này cái gì cô? Không biết nữa, ông thầy cho đó. Kêu hà tinh đây không có đâu. Ở đây không có hả? Dạ, ở đây không có. Ông thầy cho nè. Thuốc lạ ha. Dạ. Là mỗi ngày uống miếng vậy hả? Dạ, uống con trà con chung chút trà chút chút xíu à. Uống với nước mưa. Dạ, uống với nước mưa rồi mình trà với nước mưa hay là cái này trắng nó trắng như là nước mình rửa gạo vậy đó. Nó trắng thành vậy đó. Này nè. Dạ, nè. Ta kêu hạt hà tinh. Này kêu là gì? Hạt hà tinh. Hà tinh là cái gì như là có gì coi như là không biết đó. Tôi cũng căng, nói tiếng gì cũng không rành. Này là 500 ngàn đó hả? Dạ. Nè, này nè. Rồi nãy cái này á, rồi mình nấu nước cái này trà cho nó uống rồi hen, mình nấu nước thuốc cho nó uống riêng nữa đó, uống chung cái này nữa, như là mình cho nó ăn uống rồi hen. Nhưng mà ăn uống được rồi phải không? Dạ, rồi chừng nào nó ăn uống rồi hen, mình đổ nước cho nó nước nấu đó cho nó uống nước thuốc luôn. Vậy đó. Rồi cái này mình không có biết thuốc gì á, ông thầy cho vậy đó, rồi ta đi kiếm cho mình á, rồi mình không có biết thuốc cái gì, rồi ông thầy nói cho mình nấu cho nó uống, cứ bắt cứ mình nấu cho nó uống đi, chừng nào mình hết thì thôi. Rồi ông thầy nói bây giờ con nhỏ này nó lâu quá rồi á, tại vì em cũng nói nó bây giờ em cũng mò dữ dằn luôn đó, ai mà chỉ đi đâu em cũng gán nữa, cũng chạy chữa đi hết tiền. Dạ. Cũng chạy luôn ha. Dạ biết sao không? Em đi mương nợ rồi á, ông đi làm trừ cho anh ta ngày chút ngờ chừng nào kẹt quá thì không có trừ lấy tiền lại mua gạo mua đồ. Dạ. Ăn vậy đó. Dạ. Rồi á, cái rồi, xuống đi rồi người ta nói cũng không sao đâu. Rồi á, cái bình xích thuốc đó ông chủ người ta làm ruộng mướn, ổng đi làm đó người ta mua cho luôn, nó thấy mình không có tiền mua đó anh. Dạ. Rồi á ổng mua cho luôn rồi đặng mà đi làm chứ ổng, rồi ổng cho tiền vậy đó, ruộng của ổng là nhiều đó, ổng người ta có ruộng đất đai gì nhiều đó. Loan đây cho. Nhưng mà hôm nay là thấy phượng là khỏe luôn á. Dạ. Thấy anh thấy lạ không? Đúng rồi. Lạ hơn hồi trước không? Lạ. Cô đỡ là lại lần nữa cho cô bác của anh chị thấy mừng coi. Ừ. Dạ. Lạ quý. Nó cô bác của anh chị thấy không? Ừ. Con quý. Nó ngồi được rồi đó, lần trước là không có được giống gì đâu. Mình cũng khá là bất ngờ. Cho không sao cho. Khi mà hôm nay Phượng lại có thể ngồi được luôn. Hôm trước là chỉ nằm thôi à. Rồi được rồi cô ơi, cho cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân thấy cho mừng ha. Hôm nay thì đến đây thì gặp Phượng vậy đó, thì con đến đây con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân gửi. Dạ. Cho số tiền cho cô. Dạ. Còn lại thưa cô thì hôm trước là mở cửa ra. Hôm trước là có là
chú Hải á, chú Hải ủng hộ cho mình đó, chú Hải ủng hộ cho mình. Dạ. Thì 5 triệu đó. Dạ. Anh Tuấn thì chờ gửi cho mình 500 USD, anh Tuấn 500 USD thì với lại 5 triệu đó thì 500 USD đổi ra được 11 triệu rưỡi. Dạ. Hay con. Dạ. Với lại 5 triệu là ra 16 triệu rưỡi. Dạ. Thì đợt đi xe kỳ rồi đó. Dạ, dạ. Là mình đi hết 5 triệu rưỡi. Dạ. Là mình còn lại 11 triệu. Dạ. 11 triệu thì hôm nay đợt sau này mới nhận được của chú Nguyễn Văn Nhân cũng ở Việt Kiều Mỹ luôn. Dạ. Gửi cho mình thêm 100 USD, con mới chạy ra tiệm vàng luôn. Dạ. Là được nãy đi ngang ghé tiệm vàng á là được 2 triệu 3 nữa. Dạ. Là mình được 11 triệu, với lại 2 triệu 300 là được 13 triệu 300 nghìn đồng. Dạ. Là mình còn lại hôm nay là nghe cô nói á. Dạ. Thì vậy trị bệnh cho Phượng ngày 500 vậy, hôm nay tiền này mình cứ xây sở mình trị đi. Dạ. Tiến triển thì mình cứ trị. Dạ. Thưa cô bác quý anh chị, một lần nữa thì Bùi Hồ xin bằng phép thông qua danh sách của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho Phượng đến thời điểm này, đó là chú Hải ở Úc ủng hộ 5 triệu đồng, anh Tuấn Việt Kiều Mỹ ủng hộ 500 USD, chú Nguyễn Nhân Nhân ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ 100 USD. Trong đó số tiền của chú Hải và anh Tuấn thì mình đã có sử dụng hết 5 triệu 500 nghìn đồng được đi xe để lên Sài Gòn trị bệnh. Dạ, dạ. Thì còn lại 11 triệu, với lại 100 USD là của chú Nguyễn Nhân Nhân mới gửi đợt sau này là 2 triệu 300 nghìn đồng, là được 13 triệu 300 nghìn đồng. Dạ. Hôm nay thì con thay mặt cho tất cả Mạnh Thường Quân gửi cho cô, coi như là bây giờ chạy chữa nhờ thầy, mai thầy phước chủ, nếu dạ. như mà Phượng có căn duyên ấy nữa hết bệnh thì coi như là may mắn hay. Dạ, cô ha. Dạ, nghe dạ. cô nói hôm nay gặp Phượng dạ. vui quá. Dạ, dạ. Em cầm máy, hôm nay con đếm nè, 1 triệu nè cô. Dạ. Đây đây con đếm 1 triệu. Dạ. 2 3 4 5 triệu. Dạ. 1 2 3. 1 2 3 4. 10 triệu. 11 triệu nè. Yeah. Rồi thêm 2 triệu 3 nữa nè cô, 1 triệu nè. 2 triệu nè, 300 nghìn đồng nè. Cô bác anh chị là có nghĩa là đưa cho cô là 13 triệu 300 nghìn đồng. Này con giao cho cô. Dạ yeah, dạ. Yeah. Cộng cảm ơn mấy anh chú rồi, cảm ơn. Ôi, lại. Rồi giúp đỡ bé này hết bệnh đi rồi, cảm ơn nhiều rồi. Sức khỏe anh giỏi. Coi như là trao cái số tiền này là mình kịp thời ha. Dạ. Yeah. Cũng mừng ha. Dạ. Yeah. Dạ chú có nói lời nào không chú? Chú nói bằng tiếng Khmer cho cô dịch lại đi cho mọi người biết luôn. Nói cảm ơn. À dân dạ, mấy dân dạ tha o con ban cái chua chứ nó dân quật mơ nó. Ây. Ờ cái ai chua giúp đỡ con chú mỏ đó ba. Dạ. Cái tiếng tôi bận lưng lắm. Bận nhiều lắm. Gán trị bệnh cho em. Dạ. Khoảng 2 tháng sau con quay lại Phượng hết bệnh là mừng. Ngày nay con điện cho cô không có được. Dạ. Nha. Dạ dạ. Thôi cô bác quý anh chị hôm nay thì dạ. đến đây gặp em Phượng và cô Sương, em Phượng thì các gương mặt hôm nay có thể ngồi được nè, gương mặt vậy hôm nay lại hồng hào hơn. Đó là một điều may mắn, một điều rất là vui, mai thầy phước chủ. Dạ. Đó. Hôm nay thì lại gặp đầy đủ gia đình mình, được may mắn được gặp chú, và hôm nay con thay mặt cho Mạnh Thường Quân là chú Hải là Việt Kiều ở Úc gửi cho mình 5 triệu đồng. Anh Tuấn là Việt Kiều Mỹ gửi cho mình 500 USD, chú Nguyễn Nhân Nhân gửi cho mình 500, Nguyễn Nhân Nhân gửi cho mình 100 USD. Thì tổng cộng số tiền ở đây là sau khi sử dụng xong đi chi xe này con gửi cho mình là 13 triệu 300 nghìn đồng. Thì cô cố gắng trị bệnh cho thuốc bé mỗi một tuần 500. Dạ, dạ, nhớ dạ. Giữ cho bé hết bệnh thì mọi người rất là vui. Dạ, nha cô. Dạ. À, xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ, bác. Dạ. Thôi vậy con xin phép con về nha. Dạ, cũng đã chiều rồi, dạ, không làm phiền dạ, gia đình mình nữa. Dạ. 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 Lâu lâu thì anh qua thăm em lần có vậy đó, em cho anh hay ha. Dạ dạ dạ. Dạ. Vui là cô dạ. Phượng khỏe là cô cho con hay, nói ô hôm nay Phượng ăn được đi được là cho con hay liền. Dạ dạ dạ. Nha. Dạ dạ. Con có lưu số của cô á. Dạ dạ.